Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cáp tường Sau đây mà các bạn đón xem Tử Vi 12 Côn Giáp thứ năm, ngày 28 tháng 1 năm 2021 và theo âm lịch, hôm nay là ngày 16 tháng 12 năm canh tí. Ngày này là ngày bính tí, tháng kỵ Sửu năm canh tí. Và ngày hôm nay là ngày hắc đạo, các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ mậu tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc kim quỷ, giờ kỵ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc bạo quang, giờ tân mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc ngọc đường, giờ giáp ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc tư mệnh, giờ bính thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thanh long, giờ đinh dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc minh đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ canh dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc bạch hổ, giờ nhâm thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thiên lao, giờ quý tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc nguyên vũ, giờ ất mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc câu trần, giờ mậu tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thiên hình, giờ kỷ hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc chu tước. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, giản hạ thủy, ngày bính tý tức chi khắc can, có nghĩa là thủy khắc với họ và ngày hôm nay là ngày hùng. Vài nạp âm, giản hạ thủy, kỷ tuổi, canh ngọ, mậu ngọ, ngày thuộc hành thủy khắc với hành hỏa đặc biệt là tuổi mậu tý bính thân mậu ngọ thuộc hành hỏa không sợ thủy ngày tý lục hợp với sửu tam hợp với thìn và thân thành thủy cục xung với ngọ hình mão hại mùi phá dậu và tuyệt tỵ vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi canh ngọ mậu ngọ tuổi xung trong tháng tuổi đinh mùi ất mùi về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên thành, tốt mọi việc, sao cát khánh, tốt mọi việc, sao tục thế, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao lục hợp, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao thiên lại, xấu mọi việc, sao hỏa tai, xấu đối với xây dựng nhà cửa, độ mái, sửa sang nhà cửa, sao hoàng sa, xấu đối với xuất hành, sao nguyệt kín chuyển sát, Kỵ về Khởi Công, Động Thổ, Sa Phụ Đầu Giáp, Kỵ về Khởi Công, Động Thổ. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần, Hướng Tây Nam, Tài Thần, Hướng Chính Đông. Sau đây, mời các bạn đuốn xem từ vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày 28 tháng 1 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ năm ngày 28 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này đang gặp ngày có kíp tài chiếu mệnh. Cho nên, con đường tài lộc của bạn tuổi Tý đang có điểm báo, có sự sa sút đáng kể. Và với bạn mệnh tuổi Tý nên cẩn trọng trong vấn đề về tài chính, bạn đang có điểm báo hao tài tốn của đến rất gần. Cho dù có đi đâu hay làm gì thì với bạn tuổi Tý cũng nên có kế hoạch chi tiêu cho hợp lý, tránh những khoản phát sinh ngoài dự kín làm cho bạn bất cẩn mà mất tiền. Đồng tiền kiếm được bằng mồ hôi nước mắt thật là không dễ dàng chút nào. Vì vậy với bạn tuổi Tý, bạn cần biết quý trọng đồng tiền. Xét về mối quan hệ ngũ hành tương xung tương khác thì trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Tý, bạn cũng đang gặp ngày của thủy khí vượng. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Tý nên chú ý hơn tới vấn đề sức khỏe của mình. Công việc bận rộn, cuốn đi khiến cho bạn đôi khi kênh mất phải chăm sóc cho sức khỏe của bản thân mình. Và với bạn tuổi Tý, bạn đừng làm việc quá sức, mà hãy nghỉ ngơi hợp lý, ăn uống điều độ. Hãy luôn nhớ rằng có sức khỏe là có tất cả. Cứ vùi đầu vào công việc mà quên chăm sóc cho bản thân, bạn sẽ thấy hối hận về sau này. Về tử vi tuổi giáp tý thuộc kim, tài lộc xa sút nên cố gắng làm việc để tăng thêm thu nhập, có nhiều tiền thưởng Tết. Tử vi tuổi bính tý thuộc thủy, chi tiêu hợp lý, tránh để thất thoát về tiền bạc vì những thứ không thực sự cần thiết tử vi tuổi mậu tí thuộc hỏa sức khỏe là vốn quý nhất của con người vì vậy bạn nên biết quý trọng tử vi tuổi canh tí thuộc thổ cân bằng giữa công việc và thời gian nghỉ ngơi để đảm bảo thể chất của mình được tốt nhất tử vi tuổi nhâm tí thuộc mộc dễ gây họa mất tiền nên cẩn trọng với túi tiền của mình và đánh giá của bạn tuổi tí trong ngày thứ năm này sự nghiệp 4 sao tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 5, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Từ vi tuổi Sửu, thứ năm, ngày 28 tháng 1 năm 2021 giêng tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi sửu cho chúng ta thấy là với bạn tuổi sửu đang trải qua một ngày khá chi là hạnh phúc trong chuyện tình cảm lứa đôi. Bạn mệnh tuổi sửu có được cho mình một người bạn đời lý tưởng, một người biết chung vai sát cánh bên bạn bất cứ lúc nào. Ngày này với bạn tuổi sửu cũng đang gặp được ngày của ngộ hành tí xíu nhị hợp thủy cục, càng nâng cho đôi cánh tình yêu bay cao, bay xa hơn, vươn tới những khoảng trời mơ ước. Bạn và người ấy sẽ có những giây phút tượng chừng như là bình thường, nhưng vô cùng đáng nhớ bên nhau. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ năm này với bà tử Sửu bạn cũng đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh, cho nên con đường tài lộc của bà tử Sửu trong ngày này cũng đang có nhiều sự khởi sắc. Bạn dựa vào năng lực của mình để giành lấy cơ hội, dựa vào thực lực của mình để thành công mà không muốn dựa dẫm vào bất cứ ai. Những nỗ lực và cố gắng ấy của bạn sẽ giúp cho bạn tự xỉu có được nguồn thu nhập đáng kể, giúp cho bạn có thể thoải mái hơn trong việc chi tiêu cho những ngày Tết tới gần. Và với bạn tự xỉu, bạn cũng cần phải phát huy phong độ của mình hơn nữa, với bạn sẽ trở thành côn giáp bùng nổ trong năm 2021, cuộc sống trải đầy hoa hồng nữa. Vài tử vi tuổi ất xỉu thuộc kim, thay vì dành thời gian để tán gẫu thì bạn hãy tập trung vào công việc nếu như muốn đạt được kết quả tốt. Tử vi tuổi đinh xỉu thuộc thủy, nỗ lực phấn đấu hết mình, thành công ngoại mời, tương lai rạng rỡ. Tử vi tuổi kỷ xỉu thuộc hỏa, công việc được thuận lợi, con đường tương lai rộng mở, bạn hãy tranh thủ nắm bắt cơ hội để được thể hiện năng lực của mình. Từ vi tuổi tân xỉu, thuộc thổ, tự thân vận động, tài lộc được bền vững. Từ vi tuổi quý xỉu, thuộc mộc, tình cảm tốt đẹp, đôi lứa yêu thương, cuốn quýt bên nhau, tạo nên những khoảnh khắc nồng nàn, ngọt ngào và hạnh phúc. Và đánh giá của bà tuổi xỉu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp, năm sao, tài lộc, 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi mão, tuổi hợi. Từ vi tuổi dần thứ năm ngày 28 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi dần trong ngày này đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh cho nên con đường tài lộc của bạn đang có được sự thăng tín không ngừng với bạn tuổi dần kiếm tiền một cách dễ dàng như chấp thêm cho bạn đôi cánh chẳng chút khó khăn trong gai nào trở ngại giúp cho bạn băng băng tín tới mục tiêu đã định với bạn tuổi dần bạn đang có khá nhiều kế hoạch và hoài bão cho tương lai với những mơ ước về một cuộc sống tốt đẹp, chất lượng cuộc sống ngày càng đi lên. Đó là động lực để cho bạn cố gắng không ngừng nghỉ để giành được những gì mình mong muốn. Về phương diện tình cảm của bạn tuổi dần trong ngày thứ năm này, cái chuyện tình cảm của bạn cũng đang có được những dấu hiệu khởi sắc. Bạn mạnh có thể bày tỏa tình cảm của mình với người mình thầm thương cảm mến đã lâu và đây là thời điểm tốt để cho bạn kết thúc mối tình đơn phương của mình, cho bản thân mình cơ hội để được nếm trải hạnh phúc lứa đôi. Với các bạn đã lập gia đình rồi, đừng có mãi chờ dịp đặc biệt nào đó mới thể hiện tình cảm của mình với người ấy. Bởi tình cảm cần sự vun đắp mỗi ngày, tình yêu cần được hâm nóng luôn luôn, bạn hãy tạo cho người ấy bất ngờ nhô nhỏ để hôn nhân thêm phần mặn nồng và thám thít về tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy dễ dàng vượt qua mọi nguy nan băng băng tín về phía trước tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa con đường tài lộc của bạn được vượng phát dự báo có một ngày làm việc đầy may mắn và hiệu quả tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ có được khả năng sáng tạo vượt bậc có những ý tưởng độc đáo được mọi người thán phục tử vi tuổi canh dần thuộc mộc đào hoa vượng sắc sẽ tìm được hạnh phúc thực sự, tình cảm nồng nàn, thám thít. Từ vi tuổi nhâm dần, thuộc kim, bất ngờ ghé thăm, hãy giang tay chào đón và trải nghiệm. Và đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi mùi tuổi tốt tuổi hợi Từ vi tuổi Mão thứ năm ngày 28 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Mão trong ngày này đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình xung tí ngọa Mão Dậu cho nên với bà tuổi mão đang có điểm báo dễ vướng vào những rắc rối không tên cái cách nối năng thẳng thắn bộc trực của bạn khiến cho người khác cảm thấy không hài lòng cho nên sẽ đơm đặt thị phi nói xấu sau lưng bạn và có lẽ với bà tuổi mão nên học cách nói chuyện khéo léo uyển chuyển hơn để tránh những hiểu lầm không đáng có cũng như là những họa tai giáng xuống bất ngờ với mình kiểm soát được lời nói của mình là phức đức lớn nhất trên đời, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Cùng với đó, trong ngày thứ năm này với bà tuổi Mão cũng đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh, càng khiến cho vận trình tài lộc của bạn thêm phần u ám. Và với bạn mệnh tuổi Mão dễ vướng vào những mối quan hệ phức tạp ở nơi công sở, công sức của bạn không được công nhận vì mối quan hệ giữa bạn và một số người không được tốt. Và với bạn mà tuổi mão, bạn hãy cố gắng để khắc phục điều này, tìm cách kéo gần khoảng cách giữa bạn và đồng nghiệp. Đừng quá đặt nặng tình cảm cá nhân, mà hãy giữ cho công việc là tiêu chí hàng đầu trong các mối quan hệ đó. Điều này khiến cho họ hiểu bạn không có ý định xấu đối với miếng cơm manh áo của họ, mà chỉ là mối quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi mà thôi về từ vi tuổi ất mão thuộc thủy dễ vướng phải rắc rối đua bảo thủ cứng nhắc của bản thân từ vi tuổi đinh mão thuộc hỏa họ, nên học cách ăn nói uyển chuyển khéo léo hơn để vừa được việc lại vừa được lòng người từ vi tuổi kỷ mão thuộc thổ dễ gặp những chuyện nảy sinh ngoài ý muốn nên chuẩn bị tâm lý chủ động để đối phó từ vi tuổi tân mão thuộc mộc dị hòa vi quý, hòa đồng với tập thể sẽ có lợi cho sự nghiệp của bạn. Từ vi tuổi quý mão thuộc kim, duy trì tinh thần lạc quan là điều cốt lõi giúp cho bạn mệnh vượt qua mọi khó khăn trong ngày hôm nay. Và đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc. 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường màu đen màu xanh dương quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi hợi tuổi mùi Từ vi tuổi thìn thứ năm ngày 28 tháng 1 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ năm này với bà tuổi thìn ạ cho chúng ta thấy là vận trình của bà Tử Thìn trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, thân tý Thìn phù trợ cho nên với bà Tử Thìn đang có rất nhiều thuận lợi trong công việc cũng như là về mặt tài lộc cho mình trong ngày hôm nay. Với bà Tử Thìn, bạn được cấp trên công nhận và giao cho bạn những trọng trách đáng tự hào cũng được đồng nghiệp yêu quý và hết lòng giúp đỡ cho bạn. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi thìn, lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cho nên, với bạn tuổi thìn, đang có những thành tích xuất sắc mà bạn có thể rất dễ khiến cho tiểu nhân ganh ghét, tức tối và muốn tìm cách để phá hoại bạn. Bạn mệnh tuổi thìn nên cẩn trọng với những người tuổi giáp ngọ, canh ngọ, bính tuất, bính thìn trong ngày hôm nay. Xét về mối quan hệ ngũ hành, tương sinh, tương khắc thì trong ngày thứ năm này với bạn tuổi thìn lại đang gặp ngày thủy thổ bất dung dự báo cái chuyện tình cảm của bạn sẽ không được suôn sẻ như ý và dù tình cảm đã lên nấc thang mới nhưng sóng gió cứ kéo đến khiến cho mối quan hệ giữa hai người lại bị tổn thương nghiêm trọng và với bạn tuổi thìn bạn cứ nghĩ có tình yêu là sẽ có thể vượt qua được tất cả, nhưng tới hôm nay bạn mới chợt nhận ra có quá nhiều điều ngăn trở mình tới kinh đô của hạnh phúc. Dường như với bà tuổi thìn đã sai lầm, đó là điều mà bạn không khỏi suy nghĩ và đôi khi làm cho con tim của bạn phải nhối đau. Và sự thật nói rằng điều đó hình như là đúng với bạn và tử vi tuổi giáp thìn thuộc họ hoàn thành xuất sắc mọi mục tiêu đã đặt ra trong sự tán dương của mọi người tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ kiên định lập trường cứng rắn đối mặt với kẻ xấu tránh để chúng hãm hại mình tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc hãy là chính mình, đừng có dao động bởi những lời nói và hành động của những người xung quanh. Từ vi tuổi canh thìn, thuộc kim, dễ bị tiểu nhân quấy phá, hãm hại, nên cẩn trọng trong các mối quan hệ xã giao. Từ vi tuổi nhâm thìn, thuộc thủy, vợ chồng dễ sẽ nảy sinh tranh cãi, do không ai chịu nhún nhường ai. Vài đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ năm này, sự nghiệp, năm sao, tài lộc, 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi dậu, tuổi thân. Từ vi tuổi Tỵ, thứ năm, ngày 28 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này với bà tuổi tỵ cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi tỵ trong ngày này bạn đang có được tin vui chuẩn bị đón chào tài lộc sắp tới với mình. Bạn đang có được thiên tài xuất hiện dẫn đường chỉ lối cho nên bạn mệnh tuổi tỵ không chút hoang mang, lo sợ mà lại rất tự tin với những quyết định của mình, an tâm vượng bước với con đường ở phía trước mình đã chọn. Sự can đảm của bạn tuổi tỵ khiến cho nhiều người nể phục và tin tưởng giúp cho hành trình mới mẻ của bạn không còn đơn độc. Bạn được sự giúp đỡ để tìm được mục tiêu cho mình. Dù nhiều trông gai, nhưng những thành quả mà bạn nhận được chắc chắn đủ để bù đắp lại cho tất cả những gì mà bạn phải chịu đựng trong suốt thời gian vừa qua. Tuy nhiên, công việc của bạn tuổi tỵ trong ngày này được thuận lợi, nhưng trong ngày hôm nay lại đang gặp ngày có ngũ hành, họa thủy xung khắc cái điều này khiến cho bà tuổi tỵ lại không được mấy vui vẻ trong chuyện tình cảm. Tình cảm giữa bạn và người ấy đang có nhiều sự mâu thuẫn, tranh cãi khiến cho vết rạn nứt giữa hai người càng ngày càng lớn hơn. Với những bất đồng ý kiến đã khiến cho hai bên bị tổn thương sâu sắc, vết thương lòng khó có thể một sớm một chiều có thể hàn gắn được và có lẽ hai người cần phải dành cho nhau những khoảng lặng riêng để suy nghĩ và xem xét lại mọi việc đã xảy ra. Vài từ vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa, tự tin với mọi quyết định, an tâm vững bước với con đường ở phía trước. Từ vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ có quý nhân giúp đỡ, công việc diễn ra thuận lợi, suôn xỉa. Từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc không ai là hoàn hảo cả. Vì thế, bạn hãy biết lắng nghe và sửa đổi khi được mọi người góp ý. Từ vi tuổi tân tỵ thuộc kim, hãy nắm bắt cơ hội, thích nghi nhanh với chu thế là con đường dễ dẫn đến thành công với bạn. Từ vi tuổi quý tỵ thuộc thủy, vợ chồng thẳng thắn, bày tỏ mọi quan điểm, giải quyết những khó khăn, khúc mắc đang tồn tại bấy lâu, tình cảm thêm phần gắn bó và đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp năm sao, tài lộc năm sao, sức khỏe bốn sao, tình cảm ba sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi xỉu, tuổi thân. Từ vi tuổi ngọ thứ năm ngày 28 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này với bà tuổi ngọ cho chúng ta thấy là vận trình công việc của bà tuổi ngọ trong ngày hôm nay đang có điểm báo không được tốt đẹp cho lắm bởi với bà tuổi ngọ đang phải chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình xung tí ngọ mạo dậu gây ra cho bàn và bà tuổi ngọ tính tình nóng nảy của bản mệnh bộc phát trong ngày hôm nay khiến cho mọi chuyện vốn đã xấu nay lại càng tiến triển theo chiều hướng xấu hơn với bà tuổi ngọ bạn nên học cách kiềm chế cảm xúc của bản thân cho dù có tức giận đến mấy đi chăng nữa thì bạn hãy lấy công việc làm đầu lấy đại cục làm trọng nếu không những thành quả mà bạn đã giành được bấy lâu nay cũng sẽ theo cơn gió tức giận mà tan biến lúc nào không hay Bù lại, trong vận trình ngày thứ năm này đối với bà tử ngọ, bà lại đang gặp được ngày của chính tài chiếu mệnh, dẫn dắt xuôi đường cho bạn. Cho nên với bà tử ngọ, lại có khả năng được tăng lương, nhận thưởng trong ngày hôm nay. Với những nỗ lực, cố gắng của bạn trong suốt thời gian vừa qua, nay được bù đắp bằng một kết quả xứng đáng với bạn. Ngày này, với bà tử ngọ, tượng chừng như những việc mình làm chỉ là vô ích nhưng thực sự lại chẳng có điều gì hy sinh mà không được bù đắp. Bạn hãy cứ làm tốt công việc của mình, sẽ nhận được những gì tốt đẹp nhất cho những cống hiến ấy của bạn. Về từ vi tuổi giáp ngọ thuộc kim nên biết cân bằng giữa lý trí và cảm xúc, đừng để cho con tim lấn át quá nhiều, dễ bị tổn thương. Từ vi tuổi bính ngọ thuộc thủy, nóng nảy dễ làm hỏng mọi chuyện, tự rức rắc rối cho mình. Từ vi tuổi mậu ngọ thuộc họ cố gắng làm tốt công việc của mình sẽ thu được thành quả xứng đáng từ vi tuổi canh ngọ thuộc thổ lấy đại cuộc làm đầu đừng vì sự ích kỷ cá nhân mà đánh mất đi tất cả từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc thu nhập có dấu hiệu được thăng tín bạn cần phải cố gắng hơn sẽ thu về được nhiều hơn và đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ năm này sự nghiệp ba sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi mão, tuổi dần. Từ vi tuổi mùi thứ năm ngày 28 tháng 1 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ năm này với bà tuổi Mùi cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Mùi trong ngày này đang bị ảnh hưởng bởi cục diện ngũ hành tí Mùi tương hại, cho nên với bà tuổi Mùi đang đứng trước những nguy cơ gặp phải những bất trắc trong chuyện tiền bạc do kẻ tiểu nhân nhằm rắp tâm bày mưu dáng họa cho bạn. Với bà tuổi Mùi, bạn nghĩ tất cả mọi người đều tốt đẹp và đang thiếu đi sự cảnh giác với những kẻ đang có giả tâm xấu độc, càng dễ cho bạn rất mắc bẫy của những kẻ tiểu nhân. Và với ba tuổi mùi, bạn đừng có nghĩ rằng khi đối xử tốt với người khác thì người khác cũng sẽ đối xử với mình như vậy. Thế giới này không công bằng và có đủ loại mọi người. Vì thế, bạn nên học cách tự bảo vệ mình, tự cứu bản thân mình trước khi nhờ người khác đến cứu bù lại trong cái vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi mùi bạn lại đang gặp được ngày có chính quan xuất hiện chia chở cho bạn cho nên con đường công danh sự nghiệp của bạn tuổi mùi đang có được sự tăng tín không ngừng lòng khao khát chín tháng khiến cho bạn có được sự tập trung toàn công toàn lực vào công việc quyết tâm giành được những gì mình mong muốn bạn mệnh tuổi mùi không màn tới những xung quanh, cũng chẳng nề hà khó khăn gian khổ, luôn tập trung vào mục tiêu mà mình đã đề ra. Do đó, bạn sẽ dễ dàng đạt được mọi thứ như kỳ vọng của mình đã đặt ra lúc ban đầu. Về tử vi tuổi ất mùi, thuộc kim, tiểu nhân bảy mưu hãm hại, dễ mất tiền oan nên hết sức cẩn thận, đề phòng. Tử vi tuổi đinh mùi, thuộc thủy nên học cách tự bảo vệ chính mình thay vì đợi người khác đến để hỗ trợ giúp tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa, trong các mối quan hệ xã giao hãy biết lắng nghe và đừng nên bảo thủ tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ hãy tập trung vào mục tiêu mà mình đã đề ra dễ dàng đạt được mọi thứ như kỳ vọng đã đặt ra lúc ban đầu về tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc khát khao chiến thắng quyết tâm đến cùng sẽ đem đến cho bạn có được sự thành công rực rỡ và đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ năm này sự nghiệp 5 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân thứ năm ngày 28 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi thân trong ngày này đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh dẫn đường chỉ lối cho bạn cho nên con đường công danh sự nghiệp của bạn tuổi thân cực kỳ là khởi sắc bạn tuổi thân đang có được báo hiệu thăng quan tiến chức tới gần có sự thay đổi về địa vị trong công việc có thể những thay đổi bất ngờ đó chưa hẳn đã là những gì mà bạn tuổi thân mong muốn cuối cùng nhưng với bạn còn có cả một chặng đường dài ở phía trước. Vì thế, hãy cứ hài lòng và cố gắng phấn đấu ở vị trí mới, công việc mới, rồi may mắn sẽ mỉm cười với bạn. Xét về mối quan hệ ngũ hành tương xung tương khác thì trong ngày thứ năm này với bạn tuổi thân, bạn lại đang gặp ngày có kim sinh xuất chua thủy cho nên cái chuyện tình cảm của bạn tuổi thân lại không được suôn sẻ cho lắm bạn sẵn sàng hy sinh mọi thứ cho người mình yêu nhưng lại không được đền trả tình cảm như mình mong đợi cho nên tâm trạng lúc nào cũng ủ dột và buồn chán. Lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi thân là bạn đừng có suy nghĩ quá nhiều về chuyện chua đi, bạn hãy làm mọi chuyện đơn giản chỉ vì bạn muốn làm và để cho mọi thứ đến thật tự nhiên, không gượng ép, rồi bạn sẽ tìm thấy được hạnh phúc đích thực của đời mình. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc Thủy, thăng quan tiến chức có sự thay đổi về địa vị trong công việc, tử vi tuổi Bính Thân thuộc Hỏa, hài lòng với hiện tại và cố gắng phấn đấu hết mình, may mắn sẽ mỉm cười với bạn. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc Thổ, hãy cứ cho đi rồi bạn sẽ nhận lại được nhiều hơn thế. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc Mộc thẳng thắng không kiêu, bại không nản, khó khăn vẫn tìm thấy hướng đi phù hợp cho bản thân mình. Từ vi tuổi nham than, thuộc kim, thay đổi là điều hiển nhiên trong cuộc sống, nên chấp nhận và thích nghi với mọi hoàn cảnh. và đánh giá của bạn tử thân trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc. 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường màu trắng màu vàng quý nhân phù trợ tuổi tý tuổi thìn tuổi dậu Từ vi tuổi Dậu thứ năm ngày 28 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ năm này với bà tuổi Dậu cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Dậu trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngộ hành tứ hình xung. Cái điều này cho thấy với bà tuổi dậu đang trải qua một ngày, công việc của mình không được thuận lợi cũng như là tài lộc của mình cũng không có được là bao. Với bạn mệnh tuổi dậu nên cẩn trọng trong chuyện làm ăn buôn bán, đặc biệt là các kế hoạch về đầu tư để tránh tiền bạc bị thất thoát trong ngày hôm nay và bà tuổi dậu có thể bị chia mở mắt bởi những thủ thuật khó lường hay là bị dẫn đường bởi những nguồn lợi khổng lồ trước mắt mà quên mất không kiểm tra lại những cạm bẫy dưới chân mình. Và may mắn là trong cái vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi dậu, bà lại đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh, cho thấy với bà tuổi dậu đang có được những tin báo tốt lành về chuyện tình cảm. Trải qua những tháng ngày gắn bó bên nhau đủ để cho bản mệnh hiểu được tầm quan trọng của người ấy trong cuộc đời và luôn cố gắng làm mọi việc để vun vén cho tổ ấm lúc nào cũng được hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười. Đối với những bạn đang còn độc thân thì đừng có vội vàng, hấp tấp mà lại chọn nhầm người không thật tâm với mình. Thà muộn mà có được hạnh phúc, còn hơn là sớm mà dễ đổ vỡ, chia lìa, cứ chậm mà chắc, để vạn sự tùy duyên, ông tơ bà Nguyệt, sẽ xê duyên cho bạn có được một người phù hợp nhất. về tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy cẩn trọng trong các kế hoạch về đầu tư để tránh tiền bạc bị thất thoát. tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏ vì tình nghĩa vợ chồng hãy bao dung bỏ qua những lỗi lầm cho nhau, cùng nuôi dạy con cái và vun vén hạnh phúc gia đình. tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ đừng vì cái lợi trước mắt mà giao động rồi tự đẩy bản thân mình vào rắc rối vào ngõ cụt. Tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc, san sẻ việc nhà, hỗ trợ nhau trong công việc, động viên nhau khi gặp khó khăn, sẽ giúp cho cuộc sống hôn nhân bền vững. Tử vi tuổi quý dậu thuộc kim, sống yên bình, hạnh phúc với hiện tại, hài lòng với những thứ mình đang có. Vài đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp, ba sao, tài lộc. 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Từ vi tuổi Tuất thứ năm ngày 28 tháng 1 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Tuất trong ngày này đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh, cho nên với bạn tuổi Tý dường như đang bị chia mở tâm trí, không biết nên đưa ra lựa chọn sao cho phù hợp khi phải đứng trước các quyết định quan trọng. Con đường tài lộc của bạn theo đó cũng không có dấu hiệu được thăng tín. Và với bạn tuổi Tuất, bạn nên nhớ rằng tương lai ở phía trước đang nằm trong tay của mình. Chỉ một phút sơ suất cũng sẽ khiến cho bản thân bạn phải hối hận về sau này. Nếu đang còn do dự hay là gặp khúc mắc khó giải quyết, bạn mệnh nên tìm đến những người có nhiều kinh nghiệm đi trước để xin lời khuyên. Sự từng trải của họ sẽ giúp cho bạn có được cái nhìn thông suốt hơn. Xét về mối quan hệ ngũ hành tương xung tương khắc thì trong ngày thứ năm này với bạn tử tốt, bạn lại đang gặp ngày có thủy thổ xung khắc Chua thấy cái chuyện tình cảm của bạn tuổi Tuất trong ngày hôm nay không được như ý. Duyên chưa tới, cô ép cũng chẳng thể nào nên duyên, dù bạn đã cố gắng rất nhiều để giành được trái tim của người ấy, nhưng tình cảm không thể cố gắng mà có được. Nên tới sau cùng, bạn vẫn ôm mộng mà lãng quên cuộc tình đầy đau khổ. Và bạn tuổi tuất, bạn cũng đừng quá bi quan, bởi ở đau đó vẫn có một nửa của bạn đang chờ bạn đến. Ngày đó xa hay là gần, chẳng ai có thể nói trước được. Nhưng vận mệnh là do chúng ta nắm trong tay, chỉ cần bạn muốn và có dụng tâm chân thành thì tình cảm của bạn sẽ có một ngày được đền đáp. Về tử vi tuổi giáp tuất thuộc họ vận đào hoa nở rộ đối với những bạn đang quản độc thân có khả năng gặp được tri âm từ vi tuổi bính tuất thuộc thổ hãy xem xét phán đoán tỉ mỉ mọi việc kỹ lưỡng để tránh mắc phải những sai lầm không đáng có từ vi tuổi mạo tuất thuộc mộc duyên chưa tới hãy cứ vui tận hưởng cuộc sống quản độc thân từ vi tuổi canh tuất thuộc kim đừng tự gây áp lực cho mình bởi chuyện gì cũng sẽ có hướng giải quyết từ vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy cẩn trọng trong công việc kẻ bị tiểu nhân ngáng đường đánh phía sau lưng và đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ năm này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 2 số 5 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu trắng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi thân tuổi dần tuổi ngọ từ vi tuổi hỏi thứ năm ngày 28 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này với bà tuổi hợi, cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi hợi trong ngày này đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành, tí hợi tương hội, cho nên với bà tuổi hợi đang có được báo hiệu, có vận quý nhân dẫn đường chỉ lối, cho nên con đường công danh, sự nghiệp của bạn, tài lộc của bạn được tăng tín không ngừng bất cứ vấn đề rắc rối nào khi rơi vào tay của bà tuổi hợi đều được xử lý một cách trơn tru, nhanh gọn khiến cho ai cũng phải ngỡ ngàng về bạn. Nhờ những thành tích xuất sắc mà bạn tuổi hợi đã đạt được, bạn mệnh rất có thể sẽ được cấp trên, động viên cả về mặt tinh thần và vật chất. Tiền vào túi ào ào như nước, bạn có thể tin tưởng vào bản thân cũng như là công việc mà mình đã lựa chọn và cố gắng hết mình để tỏa sáng hơn nữa trong tương lai. Tuy nhiên, trong ngày thứ năm này với ba tuổi hợi lại đang gặp ngày của thủy khí vượng, cho thấy tâm trạng của bạn lại không được tốt, khiến cho bạn tuổi hợi cũng chẳng thể kiểm soát được tình cảm của mình. Bạn cứ mãi mê thể hiện cảm xúc mà không quan tâm tới người ấy, khiến cho nửa kia phải chịu nhiều ấm ức bởi tính khí của bạn và với bà tuổi hợi bạn đừng có mãi ích kỷ và chỉ nghĩ cho bản thân mình như vậy sẽ có ngày bạn phải hối hận vì đã bộ lơ cảm xúc của mọi người vì đã làm tổn thương những người mà mình yêu thương nhất bạn hãy dừng lại trước khi quá muộn đừng để chua cảm xúc đi quá xa và gây nên nhiều sự đổ vỡ về tử vi tuổi ất hợi thuộc họ dị hỏa vi quý là điều nên làm khi đối mặt với những mâu thuẫn đừng để chua cảm xúc lấn át mà hành động sai lầm tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ tình cảm vợ chồng nếu muốn duy trì bền vững thì phải có sự cố gắng vun đắp từ hai phía tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc công việc được thuận lợi sẽ gặt hái được nhiều thành công tử vi tuổi tân hợi thuộc kim tình cảm vợ chồng sẽ gặp trục trặc vì cái tôi quá lớn của cả hai bên nên thẳng thắn ngồi lại với nhau để giải quyết vấn đề. Từ vi tuổi quý hợi, thuộc thủy, tinh thần làm việc nghiêm túc, hứa hẹn sẽ đem lại những kết quả rất xứng đáng cho bàn. Về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.